Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của chú mèo lực sĩ, chú mèo khỏe nhất trong tất cả các loại mèo các bạn ạ. Thì ok, nếu các bạn cảm thấy thích cái series mèo đi câu cá của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký. Và nếu bạn đã ấn đăng ký rồi thì nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video clip mới nhất nha. Thì ok, bây giờ mình mới phát hiện ra là con cá nó khỏe vãi cả lồng ra các bạn ạ. Các bạn công nhận cho mình là con cá nó khỏe không? Trời đất ơi, nó khỏe. Ok, bây giờ mình sẽ đi câu tiếp nha. Trời, các bạn thấy chưa? Mới câu lần đầu tiên thôi mà bị gọi là bị cắn tan nát hết mồi rồi. Không sao, bởi vì mình không hiểu lý do tại sao các bạn, là mấy ngày hôm nay á, trong cái lúc mà mình đi câu á, nó vẫn chưa có trời tối các bạn. Đã mấy ngày trôi qua rồi vẫn chưa tới trời tối. Thì ở mục đích của mình trong cái tập này đấy là mình sẽ đi làm một cái gì đó. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ đi câu, mình sẽ mua cái thuyền. Đúng rồi, mục đích của mình trong tập này sẽ là mua cái du thuyền xịn nhất đấy các bạn. Nếu bây giờ mình muốn mua cái du thuyền xịn nhất là chắc là mình phải câu được một con cá đùi gà thì mới mua được cái du thuyền xịn nhất các bạn ơi. Chắc là tập này sẽ khá là dài đấy. Mình cần bắt hai con ca ve này, một con blipper này, một con stacker này. Bây giờ muốn bắt con stacker thì chắc là mình phải bắt được con cá kiếm đã các bạn ơi. Bởi vì có vẻ như là mấy con stacker nó sẽ không ăn mồi nếu như mà mình không bắt con cá kiếm. Còn cái con cá bay thì sao nhở? Còn cái hook rồi đấy thì mình có thể bắt những cái con cá lớn hơn. Ví dụ bây giờ mình câu này xuống đúng không? Có một con cá lớn hơn nó ăn thì nếu mình sử dụng cái hook ấy thì con cá lớn hơn nữa nó vẫn có thể ăn được. Hay không? Các bạn thấy hay không? Ok, thì thế cái hook của nó khá là tiện nhé. Để mình sẽ cho các bạn xem ngay bây giờ. Đợi một chút. Wow, mình không nghĩ là mình sẽ câu hai con cá con này. Mục đích của mình thả cần xuống đại dương là không phải để câu mấy con cá này. Ok, mình sẽ chạy. Có cá nóc này. Ôi, có con cá gì ở dưới kia các bạn? Có phải là... Ôi, không phải đồ của mai. No, sao con này nó nhảy nhanh thế? Cái gì vậy? Câu thế nào cuối cùng để ra con này các bạn? Mình thấy có một con cá ở dưới các bạn. Kệ đi, cứ cho con này lên đã. Có rất là nhiều cá ở đây. Mình cần hai con ca ve. Ê, con cá gì lạ đấy. Ôi, con đấy mình nhìn nó quen quen các bạn ạ. Hình như con đấy mình đang cần phải làm nhiệm vụ để câu nó hay sao đấy các bạn. Đợi, để mình thử câu nó xem nhá. Ăn đi. Yes. Ôi, con gì kia? Rất là nhiều loại cá mới các bạn. À, con tê cha à? Tê cha thì không biết. Tại cái đuôi nó có hình hình hai hòn trái dứng đấy các bạn. Mình thấy là nó khá là quen. Thì ra là không quen các bạn ạ. Ủa đấy, cá to thế nhở? Nó đi theo bầy. À, mấy con cá đấy nó sẽ đi theo mấy con cá đùi gà đấy các bạn. Đúng rồi, ở tập trước thì mấy con cá nó sẽ đi theo mấy con cá đùi gà để nó kiếm cơm. Ok, mình thử xem quăng quăng ở đây xem có con cá đùi gà hay không nha. Nếu có thì một hồi nữa mình sẽ tìm cách để bắt nó. Ở đây là xa lắm rồi các bạn. Đây là chắc ạ. Ở đây có rất là nhiều cá nóc này. Không biết là tí có con cá kiếm nó không. Mình sẽ xúc luôn một con cá kiếm các bạn. Nếu như mà có thì mình sẽ xúc luôn một con cá kiếm vào đây nha. Xuống dưới đây thì hơi tối rồi. Tối này chắc là sẽ... No! À, mình mới nói xong các bạn. Thì con... Cái gì đấy? Cái gì đấy anh dai? Trời ơi, anh dài ăn hết cái thịt con cá này của em luôn. May mà em không cần đấy nhá. Em mà cần anh dài chết với em rồi. Mình thử mua tên lửa anh phóng xa hơn để xem thế nào nha các bạn. Đấy, con này là con mutafish. Mutafish thì chắc là cũng không có xa lạ gì với anh em rồi. Rồi mình sẽ mua cái hook này luôn nhá. Đấy, mình sẽ ném nó xa hết mức để xem nó có thể xa tới đâu. À, sẽ có cái gì ở dưới đấy. Mình đã đạt tới level 39 rồi các bạn. Ui, con gì xanh xanh kìa. Có vẻ như đại dương ở đây, ở ngoài đây nó không sâu lắm các bạn ơi. Ở đây nó san hô cỏ kiếc, nó chỉ tới đây thôi. Mình sẽ lê đi để xem là ở dưới đây nó có cái gì nữa không. Có nhiều chỗ ấy, nó tối quá mà kể cả cái đèn này soi cũng không tới đâu các bạn. Chỗ nó nuốt luôn cái chạy. Ê, gì đâu. Con này nhìn quen quen các bạn. Không biết mình đã câu nó chưa nhở. Ê, thôi mình thử câu một con này nào. Mình nhìn nó có vẻ... Ơi, thôi lỡ rồi không câu rồi thôi. Mình nhìn nó có vẻ quen quen, không biết mình đã câu nó chưa các bạn ơi.
mình sẽ dê dê nó vào nhá. Thử kéo xuống dưới xem con nào. Như bạn nói là ở đây có cả trò đấy, có cả cá mập hang nữa các bạn. Nghĩa là mấy con cá mập hang ấy thì các bạn phải đi xuống cực kỳ sâu luôn thì các bạn mới phải câu được nó. Và hình như là cái con đấy nó 800.000 lận. À và con tôm rồi đấy, như bạn nói là câu con tôm này thì chỉ cần mồi thường thôi là câu được rồi. Mà không biết con tôm nó có mắc không nhỉ? Wow, dưới đây còn đường này. À, mình sẽ giữ mấy khu này. Bởi vì thường ở mấy chỗ sâu sâu đấy nó sẽ à, có con cá đỏ đỏ này. Mình muốn mình cũng muốn thử một con cá đỏ đỏ xem thế nào các bạn. Hình như là tập trước mình câu được con này rồi luôn hay sao đấy các bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn muốn câu lên để xem nó bao tiền. Mình nhớ là con này nó cũng không có mắc lắm đâu. Mình nhớ là con này nó cũng không có mắc lắm cho nên là chắc là cũng rẻ thôi các bạn. Mình đang đi kiếm con cá kiếm các bạn ơi. Gần đây vọng là sẽ có một con cá kiếm. Bởi vì mình thấy có rất là nhiều cá nóc. Thế tại sao bây giờ mình không câu một con cá nóc nhỉ? 16.000 á, 6.000 cũng được các bạn. Cũng không tệ, không tệ cho con 10.000 kia. Bây giờ mình sẽ câu một con cá nóc nhé, xong mình sẽ đi tìm con nô. Vãi thật. Mình sẽ đi tìm con cá, mình sẽ đi câu con cá nóc trước, sau đó mình sẽ đi tìm con cá kiếm. Lúc đó mình thấy có rất là nhiều cá nóc ở đây nha. Fuck, con cá nó cứ cắn câu của mình ấy nhở. Ghét ghê luôn đấy các bạn. Ok, mình sẽ thả từ đây luôn, thả đây cho nó gần này. Rồi. Ôi. Đây, cá chấm này đừng có cắn nha. Mồi rất bé, không cần tụi mày cắn, tụi mày đừng có cắn. Mồi bé lắm, mồi bé lắm các em ơi. Con này nó theo tít từ đây luôn. Vãi. Con lì ấy. Ấy, con cá lì nhất mà mình từng biết. Ấy, con stalker kìa. Ủa vậy đấy nó đang đi theo con cá kiếm đúng không các bạn? No. Ấy có con cá kiếm này các bạn. Đúng rồi, vậy là sẽ có cá nóc ở đây. Mình sẽ đi tìm con cá nóc ấy. Nhìn thấy có một con cá nóc ở bên kia. Trời ơi, mẹ này mẹ lầy vãi. Lì vãi các bạn. Này, trời. Ấy có cả cá mập hổ này. Trời ơi, mấy con này nó lì vãi. Cá nóc này các bạn. Vậy là mình đã phát hiện ra cá nóc ở ngay dưới chân mình nhá. Có một con cá nóc ở ngay dưới chân mình nhá các bạn. Ok. Nào, ở đây, ngay dưới chân mình sẽ có một con cá nóc. Ấy. No. Fuck, ấy. À, ok, ngay dưới chân mình có một con cá nóc. Ê, mình sẽ, ê, không phải chỗ cho mấy chú, không phải chỗ cho mấy chú. Ok. Ê, cá nóc, why? No. Rồi, cá nóc có được cắn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm mấy con cá kia nha. Bọn này nó sẽ không cắn đâu, giờ chỉ có tìm cá kiếm thôi. Con này đừng nói nó cắn con cá nóc thôi nhá. À, mấy con này nó thấy cá nóc. Đó, ý, cá kiếm. Cá kiếm. No. Nó vừa bơi qua đây mà. Mình vừa thấy con cá kiếm nó bơi qua đây mà. Nó chê ư? Đừng có chê nha. Ủa, mình vừa thấy con cá kiếm nó bơi qua đây xong luôn á. Đây. Cá kiếm. Cái what? Đây, đây con stalker này. Vậy là con cá kiếm nó không cắn con cá nóc luôn hay sao vậy các bạn? Hello. Cá kiếm đâu rồi ta? Mình vẫn đang đi săn con cá kiếm các bạn. Mình vừa thấy nó bơi qua đây. Rồi. Yes. Đây là một bước trong kế hoạch của mình các bạn. Là mình phải câu được con cá kiếm này. Con stalker đi theo này. Mình không biết là mình có được tính luôn cả con stalker nhỉ. Ủa cái gì ấy? 180.000 sẽ quăng ra đằng sau một cách nghệ thuật. Ok. Vậy là con. Ê, nó tính luôn cả con cá nóc cho mình kìa. Đây. Ê, bây giờ con stalker nó đớp mồi rồi này các bạn. Bây giờ kiếm đâu ra tôi mồi để tôi đớp đây. Ê, bây giờ nó bơi liên tục ở trên bờ này các bạn ơi. Hay quá. Và đó bây giờ mình có cơ hội câu được con stalker rồi. Hello. Mấy con cá này cắn câu đi. Ok, con này cắn thì ngon nha. Bây giờ mình sẽ câu con stalker nha. Mình nghĩ là nó sẽ easy hơn rất là nhiều. Ôi, bơi theo bầy đi. Ok, nó cắn một miếng cũng không sao các bạn. Đây. Đó. Vậy là mình đã câu được con stalker rồi. Nhiệm vụ được hoàn thành thêm một lần nữa. Hình như là mình chỉ cần mấy nhiệm vụ đó thôi là mình có thể có được cái bản đồ đại dương rồi các bạn. Bản đồ đại dương chắc là nó sẽ to và lớn hơn rất nhiều. Ok. Wow. Hoàn thành cái nhiệm vụ này mình được tất tận 15.000 vàng lận các bạn. Rất là nhiều. Bây giờ về bán chắc cũng phải được có 200-300.000 đấy các bạn ơi. Sắp giàu rồi. Sắp là gọi là đi đánh cá và thành tỷ phú các bạn. Mai lên báo. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào bờ nhá. Rồi, bây giờ mình đã vào bờ rồi. Mình sẽ bán hết đống này nhá. 262.000. Yes. Nhận nhiệm vụ mới luôn. Bắt một con nóc tích. Ok, con nóc tích này con gì? Yes, đủ tiền mua cái tàu xịn nhất rồi các bạn. Wow, đây là cái thuyền xịn nhất rồi. Vậy là mình đã mở khóa ra cái thuyền xịn nhất rồi.
Mấy cái thuyền trước chắc mình không cần nữa. Ok, cái cần câu của mình cũng xịn nhất rồi. Còn mình chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ thôi là nó sẽ xuất hiện cho mình cái đại dương các bạn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng con tàu để đi ra ngoài khơi, chắc là nó sẽ rất là xa đấy các bạn. Mình nghĩ là như vậy. Vì thế mình cần phải có một cái con mồi, có một cái con to đó các bạn, có một cái phải nói gì, có một cái miếng mồi to đó. Đó. Bây giờ thì mình đã có một miếng mồi to rồi. Và mình sẽ đi ra ngoài đại dương, ra thật xa đại dương để xem nó có cái gì và mình có thể câu được cái gì ở ngoài đại dương các bạn. Wow. Rất là hồi hộp các bạn ơi. Quá hồi hộp. Ok các bạn ơi, đúng là con thuyền cuối cùng có khác. Trời ơi, nãy giờ mình đi gần 2 phút luôn thì nó mới tới được cái đích đến cuối cùng của nó các bạn. Bây giờ mình thử cái độ xa nhất của nó xem thế nào trước nha. Để xem ở ngoài xa, cực kỳ xa nó có cái con cá nào nó xịn nhất hay không. Cá ở ngoài xa nó xịn như thế nào. Và không biết nó có mấy loài cá khá là giống. Ôi, lại đây cái con lợn này, đậu phộng. Trời ơi, không có con cá nào khác ư. Sao cứ cho mấy con cá này đi cắn câu nhở. No. Ê, mình thấy có một cặp cá này, nhìn khá là lạ các bạn. Ui mà đa số là mấy con cá này thôi các bạn ơi. Mấy cá hồng hồng nữa này. Mình chưa thấy con cá đùi gà nó xuất hiện đây các bạn. Mục tiêu của mình bây giờ đang là con cá đùi gà đấy. Bởi vì mình hết tiền rồi. Mình câu con này lên mục đích là mình sẽ cho nó mất đi một chỗ. Thật sự mình cũng không muốn câu cái con cá này lên làm gì đâu. Rất là chật chỗ. Nó cũng chỉ là một cái miếng mồi bình thường thôi các bạn ơi. Mình đã ném tới mức độ xa nhất rồi. Mình nghĩ đây là xa nhất rồi các bạn. Các biết tại sao? Bởi vì đây là con thuyền cuối cùng rồi. Ok, con cá gì nhìn như con sâu vậy. Đây, dưới đây có một đôi cá này. Đúng là mình khá để ý hai đôi cá này này. Có một con cá màu hồng với một con cá màu xanh. Đây là một cặp các bạn ạ. Ok, mình sẽ câu con cá màu hồng trước. Một tí nữa mình sẽ câu con cá màu xanh sau. Hy vọng là mấy con cá này nó sẽ đắt tiền các bạn ơi. Mình không biết là con cá hồng này nó bao nhiêu tiền đây. Nhưng mà mình khá là thấy thú vị nha. Mình khá thích con cá màu hồng. Bởi vì mình thích màu hồng mà. Ok. Trời ơi các bạn nhìn kéo này, kéo cũng lâu nữa. Ok, bao nhiêu? Trời ơi con này có 12.000 thôi các bạn ơi. Không ngờ cá ở ngoài đại dương nó còn mắc hơn cá, nó còn rẻ hơn cá ở gần bờ các bạn. Ê. No, mình muốn bắt mấy hai mấy con cá giống con chim này này. Ok, mình sẽ bắt con này trước. Đừng có đuổi kịp, đừng có đuổi kịp. No. Nó đớp một miếng rồi. Chilo. Dai Chino. Rồi, tao sẽ xuống tao bắt mày, con lợn. Mày dám cắn cá của tao đấy. Con này đúng không? Con này vừa nãy nó cắn mồi của mình. Bây giờ mình sẽ câu nó. Đậu xanh rau muống. Vậy là con cá màu hồng với cá màu xanh nó không có vẻ không xịn lắm các bạn ơi. Khá là cùi. Thế mình sẽ không câu con này. Trời, con cá màu hồng nó còn rẻ hơn con này thì vậy. À, hình như con cá màu hồng 12.000. Xem nào, mình sẽ lại mua một cái rocket một giò với cả một cái hook nữa. Mình sẽ ném hết mức có thể. Vậy là đây là cái khu xa nhất chứ. Khu xa nhất cũng không có con cá hay xịn hết các bạn ạ. Đây, là một cái hook đây, mấy con cá đi chung ấy. Ôi, cá đỏ đỏ này, thử xem nào. Mình muốn thử mấy con cá ngoài đại dương này. Con này mình thấy nó cũng xấu xấu, bẩn bẩn. 3 năm không tắm các bạn. Không biết là nó có mắc không. Riêng bản thân mình thấy nó khá là sida ở đây. Nên mình muốn câu mấy con này lên để xem nó thế nào các bạn ơi. Chứ mình thấy mình muốn câu tất cả các loại cá lên các bạn. Ai đi câu cá muốn câu được nhiều loại cá càng tốt, chứ không phải là câu được con cá bắt tiền càng tốt đâu các bạn. Mình nghĩ là như vậy. Với những người đam mê câu cá thực sự thì họ sẽ câu những cái con, họ sẽ câu được và thu thập càng nhiều loại cá càng tốt, thay vì việc mà họ sẽ câu những con cá mắc tiền. Mình nghĩ là vì đam mê sẽ khác các bạn. Vì đam mê thì họ sẽ... Đây, mình sẽ câu con này. Con này mình cũng chưa câu đấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên mình câu đấy con này các bạn. Để xem nó như thế nào nha. Yes. Ok. Con này là Skyger 12.000. Thôi, nó còn mắc hơn cái con to to kia nữa các bạn. Ua. Cái con lợn này, nó xuất hiện gì trùng hợp vậy? Mình quăng dưng đúng vào mồm một con luôn các bạn. Nhưng mà mình nghĩ mấy cái con hồng hồng ấy chắc cũng không có mắc tiền đâu các bạn. Ê, hey man, hey man, ok, man, mấy man đâu rồi. Đây, lại một con cá này nữa. Cái bé tí mà mắc ghê luôn đấy. Mình thấy có một con cá khá là to ở phía dưới. Không biết là con cá gì các bạn. Đây, sẽ ném xuống dưới tiếp. Đừng nói là vậy vào mồm con hồng hồng tiếp nhá. Trời ơi, tại sao mình lại ăn thịt đồng loại của mày? À không, con này không phải đồng loại của nó các bạn. Lúc nãy mình câu được con này bị cắn mất cái đuôi. Bây giờ thì mình đã câu được một con hoàn chỉnh rồi.
dry, try low các bạn. Ok, đây mấy con cá hồng hồng. Mấy cá này nó thường đi chung với con cá đồng, con cá cá đùi gà đấy các bạn. Nhưng mà đây đây, hey cá. Bây giờ đây con nào có xịn xịn không ta? Nếu để mình thử chìm đắm xuống đại dương để xem nào. Wow. Ô, nhưng mà đây có vẻ như cũng khá là bình thường các bạn. Có khá nhiều loại cá lạ nhá. Khá nhiều loại cá một lạ nhá. Khá nhiều loại cá một lạ xem nào. Penis. À nhầm, penifin. Không biết các bạn có biết penis là gì không? Nhưng mà mình cái vừa đấy không phải penis đâu các bạn. Ok. Mình sẽ câu phía dưới. Nhưng mà có vẻ như ở dưới đây nó cũng chả có gì hết đấy các bạn ơi. Mình sẽ đi lùi lùi về nhá. Có mấy con cá hai này. Mình sẽ câu một con cá hai nhỉ. Ủa, dưới đây sâu ấy nhỉ. Ủa, dưới đây có vẻ sâu ấy. Thì mình sẽ lùi về đây một chút. Vậy mình sẽ câu con cá hai đã. Ăn đi. Trời. Con cá chê này. Sao mấy con cá này nó chê ta? Nó không ăn mồi này. Mình giữ tận mồm nó không ăn luôn. Đi qua mấy chỗ này nào. Hy vọng nó sẽ có một con cá này nó xịn xịn các bạn ơi. Thôi, trên đây hết cá luôn rồi này. Mình câu cá ngoài khơi lại không có nhở. Mình tưởng ngoài càng ra ngoài khơi thì càng nhiều cá vàng vàng hay con gì ấy. Con cá cắn cáp đây mình sợ là mình câu phải nó cái tí nó. Ê, mình câu con cá đi theo luôn. À, baby sitter. Mình tưởng mình câu được con cá đi theo của con cá, cá mập, hàng cá mập chứ. Hóa ra không phải các bạn. Ôi, no. Con cá này phải dùng con cá tầm trung mới câu được các bạn ơi. Hey. No. Fuck, mình ghét cái con hàm cá mập ghê luôn đấy các bạn. Không biết các bạn có ghét con đấy không. Mình thì mình ghét cay ghét đắng luôn. Đây. Ok. Từ đây. Rồi mình sẽ câu luôn con này. Con này được 50 đồng các bạn. Easy. Easy kiếm tiền. Đây. Mình sẽ câu con này. Rồi. Bây mình sẽ mua đèn nhá. Mình muốn xoay ở phía dưới. Xoay phía dưới xem nó có gì. Mình muốn xoay ở phía sâu sâu ở dưới đi. Công nhận là bây giờ càng đi xa thì nó càng càng lạ các bạn. Đây mình sẽ... Ê! No no no. Ê! Oh shit, mình vứt ra đây rồi. Ngớ ngẩn thật. Tựa game ngớ ngẩn nhất mà mình từng chơi. Ê! Sao cái con này nó nhanh thế nhở? Thề luôn, con này bắt nhanh luôn đấy. Ok. Uầy. Cắn mồi đi con. Ok. Để mình thử xem mấy con cá nhiệm vụ đã. Cà ve này. Con cà ve chắc là ở khúc đầu quá hả. Cà ve. Wow, bạn thấy mình câu rất nhiều loại cá mới. Ô, con cà ve là con nào ta? Nó còn không hiện đây nữa kìa. Đây con cà ve đây. 2100. Con cá khá là to mà chỉ có 2100 bạn thấy không. Một con blipper, một con noctic. Blipper với noctic. Mình nghĩ là mình đã từng câu được mấy con này rồi các bạn. Mà chắc mình không để ý luôn đấy. Có spotter chứ không có flipper các bạn. Trời, rất nhiều loại cá. Moga này. Đây. Noctic đây. Con này nhìn không quen lắm các bạn. Con này nó bằng giá với con Moga. Con Noctic này nó bằng giá với con Moga. Khá là mắc. Ôi, đầu tiên mình cứ nghĩ là mấy con kia mắc vãi rồi. Ai ngờ vẫn còn có con nó mắc hơn nữa các bạn. Ok. Nhưng con Noctic như mình chưa thấy lần nào ấy, sao nó đã hiện lên rồi ta? Tưởng mình phải câu ở phía dưới sâu sâu một chút. Ôi. Fuck, mình ghét con đấy. Không biết các bạn có yêu quý con đấy không? Mình ghét con đấy vãi trưởng luôn đấy. Nãy giờ mình gặp nó mấy lần rồi, nó thịt hết đồ của mình, thịt hết mồi của mình. Ôi. Rồi mình sẽ câu con này nha, mình sẽ tránh xa ma túy con trên kia. Rồi, nó đuổi nhanh thế. Vãi trưởng. Trời vãi. Mình sẽ cố gắng để cho nó tránh thật xa rồi mà nó vẫn đuổi được các bạn. Vãi thật. Đấy. Rồi câu con này cho chắc các bạn ơi. Câu con kia là không được chắc đâu. Câu con kia là con mẹ đã tới nó giải cứu đấy. Yeah. Khoảng đấy nha. Bây giờ mình sẽ câu con mẹ luôn để tí nó đỡ cắn. Mất công tí nó xuống nó cắn nữa. Đâu rồi? Đây con mẹ đây này. No. Mình muốn câu con mẹ chứ không muốn câu con. Thôi kệ đi. Mình có cái đèn rồi. Mình có nên câu sâu xuống nhở? Nhưng mà tầm này câu sâu xuống thì làm gì có cá lớn nhở?
đây đây, con tím tím này. Đây câu đây con này, con mặt ngu. Có cá mập hổ ở dưới đây này các bạn. Có cá nóc, cá mập hổ. Ok, mình sẽ mua một cái rocket để ném cho xa ra. Với cả là mua cả đèn sáng này, mua cả ấy, không phải cái này, mua cả một cái thức nữa. Mình sẽ đi thật xa, xa hết mức có thể các bạn, để mình câu con cá to nhất ở khu vực này. Nếu bây giờ có một con cá to nó ăn con này thì mình có thể cho một con cá to hơn nữa nó ăn con cá to đấy. À, lẽ ra là mình mua cái hút từ đầu ấy các bạn, để mình câu con cá bé rồi mình câu con cá to luôn cho nó easy. Ui cá bay. No. Con cá bay mới có mắc không nhở? Mình nghĩ là nó cũng không mắc đâu, bởi vì nãy giờ mình thấy là mấy con cá nó khá là dẻo. Ui. Nó cứ bay qua bay lại các bạn. Mà mình chắc chắn là mình chắc không câu nó ở đấy. Mấy cá bay nhìn nó có vẻ là rất khó để tuyệt chủng. Có thể nó là con cá vàng vàng ở ngoài kia. Mà mình sẽ không để ý mấy con cá đấy. Ây no, mấy con này rẻ lắm. Mục tiêu của mình bây giờ là tìm con cá đồng tiền. Ở đây đây. Ui, đuôi gà. No, sao nó không ăn? Nó không quay lại anh ta. Ấy có vẻ nó không quay lại đấy các bạn ơi. Ui dồi. No, không phải mày. Mặc dù mày rất là lạ nhưng mà tao không muốn bắt mày. No. Fuck. No, không phải mày luôn. Ôi thôi mình lỡ rồi gì. 12.000 các bạn biết ngay mà. Mình nhìn là nó bần cùng quá là mình không muốn câu nữa rồi. Cái quái nó vẫn đớp. Đều thật. Ok, đây có một con cá con này. Mình sẽ tận dụng tất cả những con cá con mà mình có thể câu được ở đây. Ok. Lên. Cá hồng hồng rồi nữa chứ. Con cá này là con cá rẻ nhất rồi đấy. 50 đồng. Đây có con cá, con chấm. Mình sẽ bắt cầm con cá chấm này và xuống dưới đây. Mình thấy cũng nhiều cá tầm trung ở phía dưới đấy. Ủa? Sao nó không xuống nữa? What the hell? Ủa? Ui. Cá chấm. Ủa sao nó không xuống nữa nhở? Ủa nó bị lỗi gì à? Nè sao nó không xuống nữa nè? What? Mình không hiểu lý do sao nhưng mà mình thấy có dấu hiệu của sự không xuống nữa. Có vẻ nó không thích xuống nữa rồi các bạn ơi. Rồi, cá bay này. Quá trời cá bay luôn. Ok. Cầu cái hốc nữa và rocket 1 giờ ném. Let's go boy. Ui, no, đừng có lấy đàn cá hồng này. Tớ không thích đàn cá hồng như một tí nào. Rồi. Quả này có vẻ ngon đấy. Mình vừa thấy hai con cá đùi gà nó chạy xuống. Quá là bây giờ lại không thấy con nào này. Hình như nó hết lặn rồi các bạn ơi. Mình không hiểu lý do tại vì sao nhưng mà mình thấy mấy cái này nó không lặn nữa rồi. Ui cái gì vậy? Ui. Con gì đấy? Ê, con tím tím này. Con tím tím mỏ nhọn, để mình xem hình như con tím tím mỏ nhọn chính là con nóc tích hay sao các bạn. Con này san tu. San tu. Từ từ. Con tím tím mỏ nhọn này. Thế nào? Con này cũng mỏ nhọn. À không, con này mỏ khác các bạn ạ. Mỏ nó kiểu như cái kiếm ấy. Mình bắt đầu ghét rồi đấy các bạn. Bắt đầu ghét mấy cái con cá ở phía dưới rồi đấy. Mặc dù chúng nó rất là nhiều nhưng mà rất là khó câu. Mà hình như cái cần câu mình nó không chảy xuống nữa rồi đấy các bạn. Ê, có hai con cá đùi gà kìa. Nhưng mà tại sao cái cần câu của mình nó không chảy xuống cái này? Mình không hiểu lý do tại vì sao các bạn ạ. Hình như mất cái hút rồi. Mất cái hốc rồi các bạn, đúng không nhỉ? Mất cái hốc cho nên nó không rơi xuống à? Hey. Rồi, không phải mày. Fuck, mình phải đi săn hai con cá đùi gà này, mình thiếu tiền lắm rồi. Hình như nếu mà mình phải có cái hốc cơ thì nó mới cho xuống hay sao á. Rồi, một con rồi. Mình đang lần theo dấu vết của hai con cá đùi gà này các bạn. Mình phải đi kiếm mấy con cá to để câu đã. Vừa để câu, sau đó mình mới câu được con cá đùi gà các bạn ơi. Nó hết rơi xuống rồi này. Đùi gà này. Con cá to nào không? Để tôi câu con cá đùi gà cái. Đây mình đang đi theo quỹ đạo con này này. Mình bắt mấy con này. Hai con này. Nó bơi theo mình này. Nhưng mà tại sao cần câu của mình nó không chìm xuống nữa rồi? Ai có biết lý do tại sao cái cần câu của mình nó không chìm xuống nữa không? Tự nhiên nó không chìm xuống nữa này.
Đây đây đây, thầy quay rồi, đường nha. Đây, cá đùi gà đâu đó bên đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi săn con cá đùi gà lại các bạn. Hello, mình thấy chúng nó vừa bơi qua đây mà. Mình đang đuổi theo nó mà có vẻ hơi xa rồi, vẫn chưa thấy các bạn ơi. Có khi nào chúng nó tàng hình không? Vãi, mình vừa thấy gần đây lắm mà. Mình sẽ quay lại đường này nào. Vừa nãy mình chạy cũng hơi nhanh. Ôi, ai cái đùi gà đâu rồi ta? Trời, chúng nó mất tích luôn rồi các bạn. Đúng lúc mình có mồi thì chúng nó té. Thế mới đều chứ. Ok, mình đang tìm khắp nơi ở đây mà vẫn chưa thấy con cá đùi gà đâu. Có thể chúng nó té rồi các bạn ơi. Đúng là. Ok, mình sẽ câu mua rocket này. À, đèn soi sáng này. Rồi, húc, ném. Cá đùi gà xuất hiện. Nãy giờ mình đói tiền lắm rồi các bạn ơi. Mình mua được những cái món đồ cuối cùng rồi. Nhưng mà đột nhiên là mọi thứ lại không đi theo đúng ý của mình. Mình đã đi tìm con cá đùi gà. No! Fuck, tao đâu cần mày đâu. Tao cần cá đùi gà. Từ từ mình xem trên đường đi này có con cá đùi gà đâu. Không có các bạn ạ. Mình sắp về tới bờ, đến nơi đấy. Mà vẫn chưa có thấy con cá đùi gà đâu. Chắc là chúng nó biến mất rồi các bạn. Mỗi khi mình tìm được đồ ngon thì chúng nó lại té mất. Hên lắm mấy cầu chúng nó nói sao ấy. Mình nghĩ là phải hên lắm mấy cầu chúng nó. Ở dưới mình thấy có một con cá mập hổ rồi. Thôi thôi, không phải chúng mày. Không phải chúng mày luôn. Không phải, no no no. Ui mình né, ui mình né, ui mình né hay quá. Ok, mình né hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó lặn xuống. Cái này có lặn không ta? Ủa vậy cái móc kia nó bị mất rồi thì bây giờ làm nào để có móc đây các bạn? Ui con cá gì đây? Ui, 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 ui. Anh gì ấy? Anh này, anh đang bận ăn gì này? Cá gì đây? Anh ơi, đớp mồi em đi anh ơi. Ủa sao con này nó không đớp mồi mình, nó cứ đớp con cá phát sáng vậy các bạn? Anh nghe, con này là con gì đây? Nhìn nó lạ quá các bạn. Đớp mồi của em đi. Con cá gì ấy nhở? Con này đớp, con này làm nào nó đớp mồi mình ta? Các bạn có biết làm nào để con này đớp mồi của mình không? Nhìn nó khá là buồn cười. Mình không biết cách nào để câu nó các bạn. Con này khá to đấy. Mình nghĩ chắc là mắc lắm. Không phải dạng vừa đâu. Nó cứ bơi qua bơi lại đây mà không biết nó là con cá gì. Đấy, cá mập nó đớp mất mồi của mình rồi. Con cá mập nó quá nhỏ bé với con cá này các bạn. Mà mình vẫn chưa biết nó là con cá gì. Buồn ha. Sao giờ nó không chạy nữa nhở? Có cái móc mà giờ mất cái móc. Ủa, hình như mình vừa học lại skill hay sao nhở? À, hình như mình đổi lại cần đúng không nhở? Nếu như mình không nhầm mình vừa đổi lại cần. Biết ngay mà. Bảo sao? Trời mình ngáo rồi các bạn ơi. Ở sao nó không chìm xuống là lý do là mình vừa đổi lại cái cần. Ở sao cái cần cùi vãi? Thôi gặp bờ luôn này các bạn. Con cá vừa nãy con cá gì nhở? Xong mình sẽ bán cái đống cá, mình sẽ bán cái đống cá đi. Mình đi một hồi cái vào bờ luôn này các bạn. 78, ui 78.000 tính ra cũng nhiều ấy chứ nhở. Đâu phải đùa đâu. Mời các em, ăn đây. Mình sẽ một lần nữa lặn xuống đáy đại dương để xem nó có gì hot ở dưới đấy. Ồ, mấy con cá cắn đều đấy. Cắn đều luôn đấy. Đây, con cá nhanh chóng đây. Ok. Mấy con này thì easy, mấy con này kêu mình câu được mỗi ngày. Ok, bây giờ mình sẽ xuống lần đại dương lần cuối cùng nhá. Trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Mình sẽ mua thêm cả cái hook nữa. Và sao tự nhiên lúc ấy mình ấn đổi cần. Không phải mình ấn là mình vô tình ấn vào ấy. Nó thành đổi cần. Nhưng mà oh no, mình đâu có cần con này đâu. Vãi. Có lẽ mình nên đi xa xa một chút các bạn ơi. Chứ ở gần này gặp mấy con này nó đớp vớ vẩn quá. Mất luôn cái hook luôn. Có tiền mới có cái hook mà đớp mất. Mình đang vừa di chuyển thuyền vừa kéo cho nên chắc là hơi nặng nề. Ok rồi, mình sẽ đứng ở đây một chút này. Và mình sẽ mua cái rocket này, một cái hook này. Hết sức có thể. No. Cá tiền, cá đồng tiền. No.
này không cần đâu. Bây giờ mình mới công nhận là cái cần câu này của mình ngon thật đấy. Mấy lần trước toàn cần câu ghẻ. Đây mới đúng là cái cần câu mình cần từ trước đến nay các bạn. Ok. Cần câu này lùa cá phê vãi cả ra. No. Fuck con cá mập. Ok, mình sẽ dừng cái clip này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào biết về cái con cá lạ hồi nãy thì hãy comment cho để mình biết. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ xem nó là con cá gì nào. Có thể nó sẽ là con mau. Như là con mau hay sao các bạn, đúng không nhỉ? Như là con mau hay sao ấy, đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.